Ở một quốc gia có hơn 17.500 hòn đảo như Indonesia, thì liệu Bali có phải là hòn đảo đẹp nhất không? Cách Bali hơn 700 km, với khoảng 1 giờ bay thì bạn sẽ đặt chân được đến hòn đảo này. Đây là nơi sinh sống của một giống loài được mệnh danh là loài rồng cuối cùng trên trái đất. Đây là một chú rồng đực đang ngủ nha mọi người. Là nơi bãi biển có màu cát hồng rất là khó tả. Thì cái bãi biển này nó hồng thiệt mọi người. Thật sự là cát ở đây có một màu hồng. Nơi mà bạn có thể vui đùa với từng đàn cá nhỏ. Google Maps luôn luôn chỉ những con đường khó hiểu. Hoặc là nếu may mắn thì bạn sẽ bắt gặp được đàn cá đuối khổng lồ. Hoặc là bạn cũng có thể lặn xuống biển sâu để ngắm nhìn vẻ đẹp của đại dương ở nơi được mệnh danh là top 7 nơi lặn biển đẹp nhất của châu Á. Và đây là Hà Lạ Lạ từ đảo rồng Komodo.